Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay: đợt tăng giá lớn tiếp theo của Bitcoin sẽ xảy ra vào năm 2024. Bitcoin đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại là 69.000 đô la vào tháng 11 năm 2021. Kể từ đó, giá Bitcoin đã giảm liên tục và hiện tại được giao dịch ở ngưỡng 20.000 đô la. Nhiều khả năng Bitcoin sẽ không sớm tăng giá trở lại do các điều kiện vĩ mô toàn cầu. Theo xu hướng lịch sử, đợt tăng giá Bitcoin diễn ra 4 năm một lần. Lý do đến từ việc lạm phát ở Hoa Kỳ ngày càng tăng cao. Cục Dự trữ Liên bang đã công bố lãi suất tăng 75 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC hôm thứ Tư. Đây là lần tăng lãi suất cao nhất trong 28 năm, khi lạm phát của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 4 thập kỷ. Theo nhà phân tích thị trường TED Talks Macro, mọi thứ có thể bắt đầu chuyển hướng khi các nhà hoạch định chính sách có khả năng bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Nhà phân tích này viết: 2024 là năm quan trọng tiếp theo đối với tiền điện tử. Tài liệu dự báo cập nhật của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Điều này phù hợp với đợt tăng giá Bitcoin tiếp theo. Lưu ý rằng sau mỗi đợt Bitcoin halving 4 năm một lần, Bitcoin luôn chạm mức cao nhất mọi thời đại mới. Thông tin tiếp theo: vua tiền điện tử Úc sẽ mua hàng triệu Bitcoin. Một doanh nhân người Úc được mệnh danh là vua tiền điện tử đã tuyên bố rằng ông sẽ bán ngôi nhà bên bờ biển của mình trị giá 7 triệu đô la để mua Bitcoin nếu giá tiền điện tử giảm xuống dưới 12.000 đô la. Người đàn ông 39 tuổi bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là nhân viên tổng đài cho Pizza Hut trước khi đồng sáng lập trang web so sánh Fiverr vào năm 2006 và tích lũy được khối tài sản khổng lồ hơn 210 triệu đô la. Ông tuyên bố rằng ông sẽ bán ngôi nhà khổng lồ bên bờ biển của mình và mua Bitcoin khi nó giảm xuống dưới 12.000 đô la. Ngoài căn hộ ở Tamarama, ông gần đây đã mua một ngôi nhà trị giá 17 triệu đô la ở Kogi, chỉ cách đó vài dãy nhà, nhờ vào thu nhập mà ông kiếm được từ các khoản đầu tư Bitcoin của mình. Và thông tin cuối cùng: các khoản lỗ được thực hiện trong tuần này của Bitcoin tăng gấp 3 lần so với tháng 3 năm 2020. Theo Glassnode, các nhà đầu tư Bitcoin đã cắt lỗ với mệnh giá đô la lớn nhất trong lịch sử vào tuần trước. Theo đó, giá trị khoản lỗ Bitcoin mà các nhà đầu tư phải chịu đựng đã lên tới 4,23 tỷ đô la. Điều này làm lu mờ tất cả các đợt bán tháo lớn vào năm 2021 và lớn hơn gấp 3 lần so với tháng 3 năm 2020, thời điểm thị trường khủng hoảng trầm trọng vì dịch Covid-19. Mặc dù Bitcoin đã có một đợt phục hồi sau thông báo của Fed vào thứ Tư, nhưng nó đã không giữ được động lực. Trong 24 giờ qua, Bitcoin đang chứng kiến một giao dịch bán tháo lớn khác trên mức hỗ trợ gần như 20.000 đô la. Nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng Lark Davis giải thích: nếu Bitcoin mất cột mốc 20.000 đô la và Ethereum là 1.000 đô, thì mọi thứ có thể sụp đổ rất nhanh. Hãy sẵn sàng. Hoạt động thanh lý nhiều có thể gây ra một dòng thác và gây hiệu ứng domino. Còn giám đốc điều hành Galaxy Digital Mike Novogratz cũng cho rằng khả năng Mỹ đi vào suy thoái đã tăng lên. Mục tiêu cuối cùng của Fed hiện tại là giảm lạm phát đang tăng cao và họ sẽ công bố nhiều đợt tăng lãi suất hơn trong năm tới. Mike Novogratz nói rằng trừ khi Fed quyết định thay đổi hướng đi so với các biện pháp hiện tại, có rất ít hy vọng rằng Bitcoin sẽ chứng kiến sự đảo ngược. Không ai biết đáy là ở đâu, nhưng tôi chắc chắn thị trường đang bước vào đợt giảm giá kéo dài nhiều tháng. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.